Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy những người Việt phái hỏi Chúa Giêsu, khi nào Đức Thiên Chúa đến, thì người đáp lại rằng: Đức Thiên Chúa không đến để cho người ta quan sát, và người ta sẽ không nói được: này nước trời ở đây hay ở kia, vì nước Thiên Chúa ở giữa các ông. Chúa lại phán cùng các môn đệ rằng: sẽ có ngày các con ước ao thấy được một ngày của Con Người mà không được thấy. Người ta sẽ bảo các con: này người ở đây và này người ở kia. Các con chớ đi đến và đừng tìm kiếm, vì chưng như chớp sáng lè từ chân trời này đến phương trời kia thế nào, thì Con Người cũng sẽ đến trong ngày của Người như vậy. Nhưng tiên vàn người phải chịu đau khổ nhiều và bị dòng dõi này xua đuổi. Đó là lời Chúa. Cộng đoàn phụng vụ và thiếu nhi các con thân mến, có một nhà truyền giáo kia một hôm đến thăm một em bé da đen trong lúc bị đau bệnh nặng gần chết rồi. Và cậu bé này liền nói với nhà truyền giáo về niềm hạnh phúc mà cậu cảm thấy ở với Chúa Giêsu và ao ước được về với Chúa Giêsu. Mặc dù còn là một em bé, nhưng mà tình yêu mến đã làm cho em không sợ chết mà chỉ mong ước được về với Chúa Giêsu. Và em nói: chẳng bao lâu nữa con sẽ được ở trên thiên đàng, con sẽ được gặp Chúa Giêsu và ở đó mãi mãi với Chúa. Thế nhưng nhà truyền giáo này mới hỏi: nếu Chúa Giêsu rời khỏi thiên đàng thì con sẽ làm gì? Em trả lời: con sẽ đi theo Người. Nhà truyền giáo lại hỏi khó hơn: nhưng mà giả như Chúa Giêsu đi xuống hỏa ngục thì con sẽ làm gì? Và em đã trả lời rất là khôn ngoan. Em nói: con sẽ theo Chúa xuống hỏa ngục luôn. Ở đâu có Chúa Giêsu thì ở đó không có hỏa ngục. Chúa Giêsu ở đâu thì đó là ở thiên đàng. Câu nói đơn sơ nhưng mà nói với chúng ta cái điều mà Chúa nói trong bài phúc âm: nước Thiên Chúa không đến để cho người ta quan sát, vì người ta sẽ không nói được: này nước trời ở đây hay ở kia, vì nước Thiên Chúa ở giữa các ông. Và như vậy ta mới hiểu được thiên đàng không phải là chỗ này hay là chỗ kia, nhưng mà là ở ngay trong lòng của ta. Và điều kiện đó là khi ta yêu mến Chúa rồi thì lúc đó thiên đàng ở trong lòng ta, được ở với Chúa. Và các con cũng như vậy, các con có một người thân, người anh em của mình hay là cha mẹ của mình mà mình yêu quý thì đi đâu thì đi, nhưng mà về nhà gặp lại thì là vui lắm. Và đó là thiên đàng. Thiên đàng là tình yêu, ở với người mình yêu, ở với người mà mình được yêu thì đó là thiên đàng. Và thiên đàng như vậy, như là Chúa nói, thiên đàng ở giữa các ông, tức là ở trong lòng chúng ta khi chúng ta có Chúa ở cùng. Và có một bài hát chắc là các con cũng nghe đã quen rồi đó: đâu có tình yêu thương, ở đấy có Đức Chúa Trời. Vậy thì khi mà ta sống trong tình yêu, yêu cha yêu mẹ, yêu anh em, yêu bạn bè, thì lúc đó là có Chúa ở trong lòng ta. Và đó là thiên đàng. Thế nhưng cha cũng phải hỏi lại các con, không hỏi nhưng mà rồi cũng trả lời luôn: các con là thiếu nhi thánh thể. Và cái câu chào của thiếu nhi thánh thể, khi mà chào chúng ta giơ tay bốn ngón, vậy thì bốn ngón đây có nghĩa là gì? Bốn ngón đây là con đường đưa ta về thiên đàng, là con đường đưa ta vào tình yêu.
đôi bàn tay trời ban cho em, đây ngón trỏ em hứa nguyện cầu, ba ngón sau em nguyện hy sinh nè, rước lễ nè, làm việc tông đồ chuyên chăm. Với bốn ngón tay xếp đều, em cứ giữ lời chào thiếu nhi hy sinh. Khi mà các con chào đó, thiếu nhi các con thưa làm sao? Cha hỏi lại này, khi mà chào người sướng hô lên thiếu nhi thì các con thưa là à đúng rồi giỏi. Mà sao mà các em ở trong ca đoàn mới biết thôi, còn ở dưới thì không biết vậy. Biết chứ, nhưng mà mình không dám nói. Bây giờ cả nhà thờ nói cho cha nghe rõ, các con tỏ ra mình biết ra. Khi sướng thiếu nhi thì các con thưa à, rồi ok đúng. Và ở đâu có hy sinh thì ở đó có tình yêu. Như vậy đó, tuy rằng là một cái bàn tay đơn sơ giơ lên chào bốn ngón, nhưng mà rồi qua đó ta thấy là con đường của tình yêu. Đây ngón trỏ em hướng nguyện cầu nè, ba ngón sau em nguyện hy sinh nè, rước lễ nè, làm việc tông đồ chuyên chăm. Với bốn ngón tay xếp đều, em quyết giữ lời chào thiếu nhi hy sinh. Như vậy khi mà chúng ta chào là chúng ta tự nhắc mình đi vào con đường Chúa, đi con đường của hy sinh. Và lúc đó là có Chúa ở cùng thì thiên đàng ở trong lòng ta rồi. Chúng ta đang ở trong tháng 11 là tháng cầu nguyện cho các linh hồn, quý lắm, tốt lắm. Thế nhưng mà rồi ta cầu nguyện, đồng thời ta cũng nhớ đến một ngày kia ta cũng sẽ rời cái cõi thế này mà về với Chúa. Giống như em bé da đen mà sắp sửa lìa đời, em đã nói rằng là khi con chẳng bao lâu nữa con sẽ được lên thiên đàng, được gặp Chúa Giêsu ở với Chúa mãi mãi. Thì lúc đó có còn sợ chết không? Thưa rằng không. Chúng ta dâng lễ tạ ơn Chúa yêu thương chúng ta và phận thưởng cho chúng ta là thiên đàng, cũng là cái điều mà Chúa mong ước, Chúa khao khát chúng ta có được. Bởi vì khi mà ta vui thì Chúa vui, ta hạnh phúc thì Chúa hạnh phúc.